Đây là trận đấu đầu tư thì có 3 tuyến: tuyến phòng thủ, tuyến trung vệ và tuyến tấn công. Một cái trận đấu thì bao gồm là một trận đấu bóng đấy, thì có một cái sân bóng ở đây. Đấy. Tại sao pháp lý rất là quan trọng? Thì các anh chị phải hiểu được cái bức tranh tổng quan trong lĩnh vực đầu tư. Sẽ có là khung thành. Đấy ạ. Khung thành. Đấy, hai bên. Được chưa? Là khung thành. Đấy. Vạch gọi là 16m50 điểm chấm. Vẽ cái sơ đồ ra nhá cho nó dễ nhớ. Nó dễ nhớ. Đây là lưới này. Đây là lưới này. Đấy. Thủ môn đứng ở đây đúng không? Thế thì cái đoạn này là quan trọng nhất là ở cái tuyến gọi là tuyến phòng thủ. Cái tuyến này là tuyến phòng thủ. Ta ghi nó đây là phòng thủ. Tuyến này là tuyến gì ạ? À? Trung vệ. Tuyến này là tuyến trung vệ. Đấy, và tuyến này là tuyến tấn công. Tấn công. Đây là trận đấu gì ạ? À? Trận đấu đầu tư. Thì có 3 tuyến: tuyến phòng thủ, tuyến trung vệ và tuyến tấn công. Tuyến phòng thủ thì gì ạ? À? Cái gì quan trọng nhất ạ? À? Hợp đồng là quan trọng nhất. Tuyến phòng thủ thì là hợp đồng. Hợp đồng. Phải biết và nắm rõ. Hợp đồng mà sai thì coi như là thủng lưới. Thủng lưới mất tiền thôi. Đấy. Thứ hai là gì ạ? À? Tranh chấp. Tranh chấp. Yeah. Và thứ ba là gì ạ? À? Quy hoạch. Tranh chấp, hợp đồng, tranh chấp, quy hoạch. Thì cái này nó nằm ở trong tuyến phòng thủ hay còn gọi là gì ạ? À? Liên quan đến pháp lý. À, cái tuyến đầu tiên là cái tuyến để giữ tiền, giữ ngôn, giữ khung thành. Thì pháp lý là gì ạ? À? Là cái quan trọng nhất ở tuyến 1 này. Pháp lý nhá. Đấy, bao gồm là quy hoạch, bao gồm xử lý các tranh chấp, bao gồm là hợp đồng, ba cầu thủ quan trọng. Đúng không? Cầu thủ gì ạ? À? Hợp đồng phải nắm rõ, cầu thủ gì ạ? À? Tranh chấp. Đấy. Tuyến thứ hai đó là tuyến gì ạ? À? Ừ, tuyến trung vệ. Thì tuyến trung vệ chúng ta bao gồm là gì? Để thành công được ta cần phải có là nắm được về hạ tầng. Nắm hạ tầng. Nắm được gì ạ? À? Cung, nguồn cung. Listing đỏ hàng, nguồn cung. Nguồn cung. Nhu cầu. Nhu cầu. Và tín dụng. Tín dụng. À, đây là tuyến trung vệ, à, rất là quan trọng. Tuyến thứ ba là tuyến tấn công. Đó là gì ạ? À? Chiến lược. Chiến lược. Quy trình, kỹ năng. Quy trình và kỹ năng. Muốn thành công trong đầu tư bất động sản, ta cần phải nắm được toàn bộ ba cái tuyến này. Ta phải coi nó giống như một cái trận đấu. Ta phải coi nó giống như là một cái trận đá bóng vậy. Được chưa? Đơn giản chúng ta cần phải biết bố trí, bày binh, bố trận. Thế thì đi từ dưới lên, chúng ta cần phải làm sao ạ? À? Nắm rõ về pháp lý, nắm rõ về quy hoạch, ta nắm rõ các cái loại hợp đồng. Ta hiểu được những cái nguyên nhân, những cái rủi ro nó có thể xảy ra dẫn tới những cái tranh chấp liên quan đến bất động sản. Bất động sản là một cái lĩnh vực gọi là các loại tài sản nó đắt giá, tiền nó cao, nên là dễ xảy ra tranh chấp, dễ xảy ra cãi nhau, dễ xảy ra mất tiền. Cha mẹ cãi nhau, anh em cãi nhau, bạn bè cãi nhau.
Được chưa? Ta cần phải nắm rõ cái điều này. Thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nắm từng phần một liên quan đến việc gọi là pháp lý bất động sản. Thì ta chỉ nắm được cái phần này thôi. Được chưa? Còn các cái phần tuyến trung vệ và cái tuyến tiền đạo tấn công này thì chúng ta phải nằm ở trong các cái chương trình sâu hơn, có thể là học trong chương trình bậc thầy đầu tư bất động sản, chúng ta mới nắm được rõ các cái checklist, các quy trình, các cái kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể làm sao để đầu tư nó hiệu quả được. Ví dụ như là quy trình đi khảo sát bất động sản, quy trình kiểm tra quy hoạch bất động sản, những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình. Đấy là những cái rất là quan trọng. Kỹ năng đàm phán là một kỹ năng. Đàm phán được cái là lãi được 500 triệu 1 tỷ rồi. Đúng không? Kỹ năng phát hiện rủi ro và kỹ năng phát hiện lừa đảo cũng là một cái gọi là kỹ năng quan trọng. Kỹ năng giao tiếp với chủ nhà, kỹ năng giao tiếp với môi giới là cũng là rất là quan trọng. 36 cái chiến lược đầu tư bất động sản để không phải lo lắng trong bất kỳ cái thị trường nào. Chia sẻ với chị rằng là ở thị trường nào thì mình cũng làm được tiền, kể cả đóng băng mình kiếm được tiền. Trong cái lúc dịch bệnh thì các anh chị biết được là mọi người không có đi đầu tư được đúng không? Thì mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh thì không biết đầu tư đâu cả. Nhưng mà tôi có chiến chiến lược người ta gọi là dịch chuyển. Đó. Tôi không ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi không đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà tôi lại di chuyển tiền tôi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra miền Trung, khu vực đấy lúc đấy là không có dịch bệnh. Và lúc đó ở thị trường đấy bọn tôi kiếm rất nhiều tiền. Bởi vì sao ạ? Ở đấy người ta vẫn đi lại bình thường. Nhu cầu vẫn là ok. Chiến lược tiếp theo chẳng hạn như là phân khúc 1 tỷ đầu tư không hiệu quả, phân khúc 5 tỷ, 10 tỷ đầu tư không hiệu quả. Trong cái lúc dịch bệnh như vậy thì cái phân khúc mà rẻ tiền 100 triệu, 200 triệu thì lại rất hiệu quả. Nên là sao? Bán những bất động sản chỉ có 100 triệu với 200 triệu thôi. Nhưng nó chỉ có một cái giai đoạn rất là ngắn thôi để mình có thể kiếm được tiền từ cái đó. Đấy, thì chúng ta hiểu được cái bức tranh tổng quan này. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Văn Nam. Để không bị bỏ lỡ những video mới, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể bấm xem các video tiếp theo ở bên tay trái, bên tay phải. Bên dưới phần mô tả video này, tôi có để rất nhiều quà tặng dành cho bạn. Hãy nhận nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.